Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Sóc Cò TV. Hôm nay một ngày rất là đẹp trời. Và mình muốn chia sẻ cho các bạn, giống như lời hứa là làm cái dịch chuối. Hầu như vườn của mình xài chủ yếu là dịch chuối là nhiều, không có nó không có được. Và mình xài một thời gian mình thấy phát triển rất là tốt. Bữa ngày hôm nay các bạn có thể xem tham khảo, bởi vì ở trên mạng mình thấy có rất là nhiều người chia sẻ. Và mình làm cái nội dung này cũng theo yêu cầu của các bạn. Thường thường dịch chuối mình xài 5 ngày một lần các bạn nhé. 5 ngày một lần và mình tưới cả lên lá và cả lên gốc cây lan của chúng ta. Đây là một vài giò hồ điệp và mãn thiên hồng. Tất cả các em này cũng chuẩn bị ra ngọc hết rồi. Đó. Thì là nội dung chính của ngày hôm nay chúng ta làm đó chính là cái dịch chuối này này. Nguyên tắc của mình thường thường chăm lan thì mình phải đặt những yếu tố đó. Thứ nhất là phải là hiệu quả này, ngon, bổ, rẻ. Thì là cái phân là mình hôm nay mình làm cho các bạn, nó chính là cái phân gọi là dịch chuối này, nó rất là tốt nhé. Thì những gì các bạn cần chuẩn bị, trước tiên là dịch chuối nào chúng ta phải cần có chuối rồi. Ngoài ra có thể là có người thì xài là nước này, có xài là có người xài đường, có người xài bia, có người xài nước mía. Thì mình hôm nay mình sẽ làm cái về nước mía nhé. Đây là cái dịch chuối mình xài nó gần hết đây này. Đây là mình xài gần hết rồi. Và đây là cái hũ mình đã làm. Cái hũ là mình làm thì ngày 20 tháng 1, tức là cách đây độ gần 10 ngày rồi, 10 ngày rồi. Và em ấy thường thường dịch chuối chúng ta để trong vòng 3 tháng, tức là 90 ngày mà chúng ta là tốt nhất nhé. Còn đâu nếu mà không, các bạn làm 1 tháng vẫn có thể là xài được bình thường cả. Nhưng mà để có nhiều hàm lượng chất thì chúng ta nên xài để 3 tháng, tức là 90 ngày. Cái chuối nó rất là tốt và chúng ta chọn khoảng độ từ 3 đến 4 quả. Chúng ta để nguyên vỏ nhé. Đây là 1 lít nước các bạn này. 1 lít nước nhé. Mình xài nước và mình xài chuẩn bị thêm một ít nữa là nước mía này. Các bạn mua nước mía này, cái này khoảng độ là 10.000 nước mía. Và chuối này khoảng độ là 2.000 một trái. Tức là bữa hôm nay là mình làm cho các bạn cái phần này đấy, chỉ khoảng độ mất chi phí là 20.000 chúng ta xài một năm không hết à. Cho nên các bạn mà mua phân hóa học xài, thứ nhất là rất là hại về lâu dài, là cái phân hóa học đấy là nó không có tốt cho lan. Cái thứ hai nó rất là mắc. Chúng ta chỉ cần bỏ ra 20.000 chúng ta ngâm trong vòng 3 tháng, các bạn xài 1 năm không hết nhé. Các bạn thấy rẻ không? Quá rẻ ha. Bây giờ mình sẽ cắt chuối nhé. Các bạn cắt nhỏ nhé, thì nó sẽ nhanh nha. Mình cắt nhỏ thế này thì nó sẽ nhanh tan ra, sau này chúng ta lọc nó dễ hơn. Đừng để nguyên trái nhé. Đó, rồi. Cái công thức này là không phải là do mình tự nghĩ ra đâu, mà mình cũng sưu tầm thôi. Mình thử, mình xài nó thấy nó rất là tốt và muốn chia sẻ cho các bạn. Chuối nó rất nhiều kali, các bạn còn nhớ cái phân super kali mình chia sẻ không? Cái phân super kali nó giúp cho lá lan nó cứng á. Còn đôi khi mà chuối mà lên men như thế này thì nó rất là giàu dinh dưỡng. Dịch chuối là chủ yếu làm cho lá cứng, lá phát triển, kích thích phát triển và ra rễ là nhiều nhé. Đây là nước mía, thì các bạn đừng ra ngoài quán, các bạn
mua ly nước mía không cần phải bỏ đá, không cần phải bỏ đường và không cần phải bỏ tắc gì cả nhé. Nước mía nguyên chất nhé. Rồi. Cái này trong vòng khoảng độ 1 tuần đầu tiên nó ra, nó lên men nên vì vậy nó có rất là nhiều hơi đấy các bạn. Các bạn đừng đậy lắp chặt quá nhé. Hào chút xíu thôi. Sau đó là qua khoảng độ là 7 ngày sau thì các bạn sẽ cho mình thêm một cái lớp ni lông này này. Chúng ta càng căng lại để cho nó không có bị kiến nó vào, bởi vì cái đường này, cái nước mía này này, mấy cái chuối này nó rất là kích thích kiến tới. Các bạn viết lên trên đây này, ngày này, ví dụ ngày 20 tháng 1 thì có thể là đến ngày 20 tháng 2 chúng ta xài được. Nhưng mà tốt nhất mình khuyên các bạn là chúng ta để đến 3 tháng, tức là rơi vào khoảng độ là 20 tháng 4 thì các bạn xài. Riêng các bạn mà xài cái dịch chuối như này, nó một cái hũ như thế này thì các bạn xài cho cái vườn lan của bạn khoảng độ là 100-200 cây một năm thoải mái. Bởi vì cái này mình pha theo nồng độ rất là đậm đặc. Ví dụ như là mình pha theo 20 giọt trên 1 lít nước thì tức là ví dụ như cái thùng này này. Cái thùng này là mấy lít đây? Cái thùng này 14 lít nhé. 14 lít mình hay tưới lan thì mình cho khoảng độ 2 lắp này thôi. Cho khoảng độ 2 cái lắp này. Thì các bạn hay biết 2 cái lắp này thì biết bao giờ xài mới hết được cái dung dịch chuối này ha. Nó rất là đậm đặc. Và tưới phân thì mình thường thường mình nguyên tắc của mình đó chính là mình tưới lan ấy, thì nguyên tắc của mình đó chính là thà chúng ta tưới loãng, tưới nhiều ngày còn hơn là tưới một lần mà đậm đặc. Bởi vì chúng ta tưới một lần mà đậm đặc thì nó rất là hại cây, rất là dễ bị cháy rễ. Lan của chúng ta cái đầu rễ này nó rất là nhạy cảm, chỉ cần tưới một chút xíu và đậm đặc thôi là cái rễ nó cháy đen đen ngay và nó thui chột ngay. Còn đâu về cái cách tưới của mình thì 5 ngày mình tưới một lần và mình pha theo cái tỷ lệ mình đã chia sẻ cho các bạn đấy, rất là dễ. Còn đâu để về lan phát triển, mình chủ yếu là mình xài là B1 này, dịch chuối này, nước vo gạo này, và thỉnh thoảng thêm một chút xíu nữa đó chính là cái thằng phân 20 đều. Còn đâu tất cả các nhiệm vụ khác đó chính là ở dưới, đó chính là cái phân Rinlan này nè. Cái phân Rinlan nó là phân hóa học mà. Phân Rinlan là phân hóa học thì ví dụ như là chúng ta xài dịch chuối B1 hoặc là cái lưu vô gạo nó vẫn thiếu thì chúng ta phải nên bổ sung một ít nữa cái phân hóa học. Nếu mà xài riêng hóa học quá không tốt, mà xài nguyên cái thiên nhiên quá thì nó vẫn cứ thiếu chất. Cũng giống như mình ăn chay á, mình ăn chay vẫn thiếu, phải ăn thịt nữa các bạn nhé, thì nó mới khỏe mạnh được. Đây chính là một vài giò lan này. Mình tin chắc rằng khoảng độ 1 tháng thôi thì cái vườn lan là mình nó đầy đủ rất là nhiều màu sắc. Hiện tại vẫn thiếu rất là nhiều. Hiện tại có em Pensoda này, em V3 này, em Hồng Cánh Sen này, kia là chị Liễu chứ không phải là bà Liễu. Kia là một cái ngồng rất là dài chuẩn bị sắp ra nữa. Sắp tới mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách chúng ta chăm sóc lan làm sao để cho cái ngồng hoa của chúng ta nó sẽ bự nhất, nó ra maximum giống như cái em V3 này này. Em V3 này ra lâu rồi, chỉ làm tàn này. Tại sao các bạn thường thường mình cứ khoảng độ sau một thời gian ngắn mình sẽ lại nghĩ ra với cách chăm sóc lan đơn giản nhất? Bởi vì sao? Quan niệm của mình là như thế này nè. Vốn dĩ chúng ta chơi lan để chủ yếu là tìm cái niềm vui ở trong cuộc sống. Cuộc sống của chúng ta nó quá nhiều cái phải lo lắng, buồn phiền. Chúng ta tìm niềm vui ở trong lan. Nên vì vậy mà mình muốn tìm những cái cách nó đơn giản nhất để cho các bạn dễ hiểu, dễ trồng. Và đặc biệt là nó không có, nó rất là hiệu quả, không có tốn nhiều thời gian nữa các bạn. Chúng ta nếu mà không biết cách, chúng ta vừa tốn phí mua lan mà vừa tốn phí mua phân mà nó không có hiệu quả. Giờ này mình trồng được 3 năm này các bạn nè. Rồi trồng được 3 năm này, em này đã trải qua được 2-3 đời ngồng rồi. Đây là một vài giò mình trồng ở cái góc vườn của mình thôi. Mình có rất là, mình có 3 vườn cơ. Nhưng mà chủ yếu là cái vườn này mình treo, chủ yếu là mình trồng hồ điệp. Nó gần nhà. Và đâu đó có những vườn khác mình chủ yếu là mình kinh doanh. Đây nè, các bạn nhìn thấy những cái chậu lan của mình này, chậu hồ điệp này rất là khỏe mạnh, chậu này cũng phải được 56 cặp lá này đó.
Bí quyết của mình chủ yếu là mình xài phân dịch chuối. Mình xin nhắc lại nhá, dịch chuối B1 và nước vo gạo, ba đấy là cái chủ đạo chính. Còn ngoài ra thỉnh thoảng mình tưới phân 20 đều, và các bạn tưới cho mình một ít về cái thằng cái phân Dila này này. Đó, cái phân Dila này. Đó. Là tốt nhất nhá, chúng ta phải xen kẽ giữa cả hóa học và cả thiên nhiên, nó sẽ rất là tốt. Đây chỉ là những chia sẻ trên kinh nghiệm của mình trồng thấy hay thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn. Còn nếu mà các bạn cảm thấy nó có điều gì mà thiếu sót hoặc chưa đúng thì các bạn hãy comment góp ý giúp mình, để cộng đồng chơi lan của chúng ta ngày càng lớn mạnh và phát triển hơn. Bởi vì không ai có thể là biết hết cả. Mình chỉ chia sẻ những cái gì mà mình trồng, mình thấy nó phát triển, mình thấy tốt là mình chia sẻ thôi. Đây các bạn thấy này, đây là chỉ là một vài giò lan hồ điệp của mình trồng. Đó, mình trồng chậu đất lung cũng được, hoặc là mình trồng chậu gỗ cũng được, không sao cả. Nguyên tắc trồng của mình là mình đã có cái bí quyết là dịch chuối hay nước vo gạo này. Các bạn thấy rễ đi rất là mạnh nha. Em này sắp tới chắc cho ra bông thôi. Bởi vì mình phơi nắng như này, các bạn nhìn thấy rễ nhìn sướng không? Khi cái lan của chúng ta nó chưa có ra bông, chúng ta chỉ có chưa lá và rễ. Chúng ta nhìn cái bộ lá bộ rễ sướng. Đất lung cũng được, chậu nhựa cũng được, chậu gỗ cũng được. Miễn sao là chúng ta có một cái công thức chuẩn để chăm lan thì nó rất là dễ. Rồi cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn nhớ đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất từ kênh Sóc Cò TV nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Tạm biệt các bạn.